Sau khi thành Đông Đô thất thủ, triều đình nhà Hồ đã lui về Tây Đô cố thủ. Quân đội nhà Hồ buộc phải rút lui xuống phía Nam để tính kế chống giặc lâu dài. Để mở rộng phạm vi chiếm đóng, hòng tiêu diệt toàn bộ nhà Hồ, quân Minh liên tục phá vỡ các tuyến phòng ngự, khiến quân nhà Hồ gặp vô vàn khó khăn. Mau, đào chỗ kia sâu thêm nữa. Vâng ạ. Đặt thêm vào, cho ca lên một chút. Các anh em, cố gắng lên. Tuân lệnh. Bái kiến Tả tướng quốc. Việc đào hào đắp lũy tới đâu rồi? Bẩm, hào lũy đã hoàn thành. Nội trong 2 ngày nữa sẽ hoàn tất việc dựng rào ạ. Tốt lắm. Hạ lệnh của ta, tất cả phải canh phòng cẩn mật và cho người đi do thám quân giặc. Có bất cứ động tĩnh nào, phải báo ngay cho ta. Tuân lệnh. Nay quân nhà Hồ đều tập trung ở Muộn Hải. Chúng đã đào hào đắp lũy, nên việc đánh chiếm lần này không hề dễ dàng. Các tướng hãy cho kế sách. Bẩm tống binh, chẳng phải một số quý tộc và quan lại của chúng đã đầu hàng quân ta hay sao? Ý của phó tướng là dùng bọn chúng đưa đường dẫn lối, mua chuộc binh sĩ nhà Hồ, thì dù hào sâu lũy lớn cũng không thể chống lại quân ta được. Kế này hay. Được, vậy các người hãy chuẩn bị đi, 2 ngày nữa đánh xuống Muộn Hải. Tuân lệnh. Trận vừa qua tuy chiếm được Muộn Hải nhưng lại bị tổn thất khá lớn. Nếu tiếp tục tiến công thì chuyện thắng bại khó mà nói trước được. Theo ý mặt tướng nên lui quân về Đông Đô để củng cố lực lượng. Đúng vậy, cần phải chấn giữ Đông Đô. Bản tướng sẽ suy tính. Dù nhiều lần giành thắng lợi trước quân đội nhà Hồ, nhưng quân Minh cũng chịu những tổn thất không nhỏ. Trương Phụ quyết định lui quân về Hàm Tử Quan. Triều đình nhà Hồ sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại đội quân xâm lược của nhà Minh như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón xem. Sau những tổn thất ở Muộn Hải, quân Minh rút về Đông Đô để củng cố lực lượng và lập đồn trại ở cửa Hàm Tử. Nhận thấy thời cơ phản công giành lại Đông Đô đã đến, Hồ Nguyên Chừng cùng triều đình nhà Hồ quyết định mở trận quyết chiến chiến lược giành lại thành Đông Đô. Giặc Minh vừa chiếm được Muộn Hải đã vội lui, chứng tỏ chúng không đủ sức canh giữ các cứ điểm. Qua nhiều trận chắc hẳn quân lực đã giảm nên mới phải rút như vậy. Đây là thời cơ tốt để phản công chiếm lại Đông Đô. Đúng vậy, phải chiếm lại Đông Đô. Người hãy mang theo một số binh mã bí mật về Tây Đô đón Thượng Hoàng và Bệ Hạ trở ra đây. Trận quyết chiến này cần tập trung toàn bộ lực lượng mới hy vọng thắng lợi được. Tuân lệnh. Các ngươi cho quân dàn chiến thuyền dọc bờ sông bên kia, đặt phục binh ẩn ở các nhánh sông nhỏ và phía trên bờ trong các bụi lau. Khi quân nhà Hồ đến, ta sẽ nhử cho chúng tiến sâu vào, rồi sẽ tung quân ra bao vây khiến chúng không có đường lui. Bẩm đô đốc, bọn chúng có gan rơi sao mà dám đánh ta? Theo tính toán của ta, chúng nhất định sẽ đánh Hàm Tử, hòng chiếm lại Đông Đô. Ngươi hãy giám sát việc phòng vệ thật cẩn mật cho ta. Tuân lệnh đô đốc. Quân Minh tuy có tổn thất nhiều nhưng binh lực vẫn còn mạnh. Nếu không tính toán kỹ thì việc thắng thua khó có thể nói trước được. Đúng vậy,
quân đội của ta trải qua nhiều trận đánh, binh lực đã giảm sút nhiều. Đã vậy, một số quan lại của ta theo giặc khiến cho tình hình càng thêm khó khăn. Lần này, cần tập trung binh lực tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch. Bẩm Thượng Hoàng, bệ hạ, thắng thua đều ở trận này, sẽ làm thay đổi toàn bộ cục diện. Nên thần đã bố trí toàn bộ quân thủy, quân bộ, gian thành thế trận từ Hoàng Giang tiến tới Hàm Tử. Tướng Nguyễn Công Trừng dẫn 100 chiến thuyền đi tiên phong. Tướng Hồ Xạ dẫn 2 cánh quân áp sát hai bên bờ sông. Trần Đĩnh bên Hữu Ngạn, Đỗ Nhân Giám và Trần Khắc Trang bên Tả Ngạn chỉ huy. Đại quân sẽ tiến theo sau, tướng Đỗ Mãn, Hồ Vấn chỉ huy thủy quân. Thần và Hồ Đỗ đi với trung quân. Trận phản công quân Minh tại Hàm Tử Quan của quân nhà Hồ thất bại khiến triều đình Đại Ngu tổn thất không nhỏ. Từ đây, cục diện chiến tranh và tương quan lực lượng giữa quân xâm lược nhà Minh và quân nhà Hồ chênh lệch càng lớn. Trước tình thế nguy kịch đó, quân dân nhà Hồ sẽ làm gì để giữ nền tự chủ quốc gia? Mời quý vị và các bạn đón xem ở tập tiếp theo.